Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Trong video hôm nay tiếp tục, Nhật xin phép được cập nhật đến cho mọi người thêm một mẫu Equalizer hay còn gọi là lọc xì nữa đến từ thương hiệu Victor, đó là con C70. Thì đây là một cái mẫu sản phẩm mà trước giờ Nhật cũng đã review khá là nhiều lần trên kênh của mình rồi. Thì trong video hôm nay chủ yếu là Nhật sẽ quay tổng thể nội ngoại thất để gửi đến cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu, cũng như là cô chú anh chị không có tiện thời gian đến cửa hàng thì có thể tham khảo và đánh giá trực tiếp trên cái video này ha. Còn về mọi tính năng và cũng như là mọi chức năng, cái cách hướng dẫn sử dụng thì nếu như cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể xem lại những cái video trước ha. Còn video này thì Nhật sẽ quay tổng thể nội ngoại thất thôi. Rồi, không để mọi người chờ lâu nữa thì Nhật xin phép được vào chi tiết sản phẩm ạ. Con máy đợt này Nhật về thì nó có kèm theo catalog ha. Thì trên cái phần catalog này bên trong á thì nó cũng sẽ có cho chúng ta một số cái chức năng cũng như là mọi cái tính năng ha. Nếu như cô chú anh chị nào mình quan tâm thì có thể xem những cái catalog này. Và Nhật sẽ quay thật là chi tiết về cái những cái thông số kỹ thuật chính ha. Thì dòng máy này á thì nó sẽ được sử dụng dòng điện nội địa là 100V nè, và cái dãy tần số mà nó đáp ứng á là từ 16Hz cho tới 32kHz ha. Đây là một cái dãy tần số mà Nhật thấy cái mẫu Equalizer này đời cao này thì nó đáp ứng cực kỳ tốt cho cái dãy âm sắc âm bass mid chế của mình ha, tăng cường độ âm sắc lên khá là tốt. Và cái dòng máy này thì nó có cái mức công suất tối đa công suất tiêu thụ điện là 21W và có ký là nó sẽ được 6 kg ha. Rồi, cái này là phần thông tin về thông số kỹ thuật về nhà sản xuất ha các anh. Nếu các anh nào quan tâm thì các anh có thể mở cái này ra xem thêm ha. Rồi, xin phép được lượt qua cái này. Về phần nắp lưng thì đây là một cái mẫu nắp lưng zin nha các anh. Máy về thì Nhật đăng lên và Nhật quay video cho các anh mình xem tham khảo luôn. Đó, thì về tình trạng nè, góc cạnh thì những cái mẫu máy này vỏ nó rất là mỏng nên là về tình trạng góc cạnh nhưng nó không có dấu hiệu bị cấn mớp ha. Tuy nhiên thì trên cái bề mặt nước sơn zin này nó cũng có vài chỗ bị trầy trầy nhẹ nhẹ ha các anh. Đó, nhưng quan trọng hơn nó là một phần nước sơn zin ha. Cái này thì mình cũng có thể đem đi dặm tuốt lại được, nhưng mà theo Nhật thấy thì nó cũng không có quá nhiều cái điểm xấu á, nên là chắc Nhật sẽ để nguyên như vậy. Còn nếu như cô chú anh chị nào mà mình muốn cái hình thức nó đẹp á thì trước khi đặt máy á thì có thể báo với Nhật để Nhật gửi cho các anh thợ sơn ở Việt Nam để các anh làm lại cho nó tạo lên cái vẻ đẹp hơn thôi ha. Còn nếu như anh nào không quá chú trọng về nó thì thôi, mình cứ giữ cái phần nước sơn zin này. Riêng về những cái phần tán ốc thì Nhật cũng có tháo sẵn ra đây rồi. Các anh cũng có thể quan sát ở đây. Ốc của mình còn rất là trắng ha. Thì trên những cái phần tán ốc này á, nó không được xi mạ bằng cái chất liệu gì hết các anh. Nó là phần thép nguyên thủy. Nhưng mà tình trạng này, đó mọi người cũng có thể quan sát thấy ha, còn cực kỳ sáng màu. Thì các anh từ đây các anh cũng có thể đánh giá được cô máy của mình còn giữ được tình trạng khá tốt ha. Rồi, tiếp đến thì Nhật sẽ quay tổng thể cái gương mặt này. Và Nhật sẽ quay thật là chậm để gửi đến cô chú anh chị nào mình ở xa thì dễ đánh giá hơn ha. Và riêng về phần khung xương nè, góc cạnh của mặt máy đó, thì với cái mặt phay có cái màu bạc, trắng bạc này thì các anh cũng có thể bày trí lên những cái nơi phòng khách hay là những cái gian phòng ngủ ha, để nó mang lại một cái vẻ đẹp sang trọng nhất định ha. Rồi, riêng về cái phần size của nó thì nó có cái size ngang 43 thì các anh cũng có thể đặt lên trên những cái mẫu máy cùng size ha, để nó tạo lên một cái vẻ đẹp ấn tượng. Phía bên tay trái này thì chúng ta sẽ có logo của nhà sản xuất nè, Victor, và model của nó là C70 ha. Và chữ nghĩa thì các anh cũng có thể quan sát ở đây, còn rất là tuyệt vời nha. Những cái phần cần gạt á, thì các anh cũng có thể quan sát thấy là còn cực kỳ sáng màu ha. Những cái phần cần gạt này thì nó cũng là một phần không được xi mã các anh. Đó, phần kiểu dạng giống như là nhôm á, nhưng mà tình trạng rất là tốt nha, không có dấu hiệu bị cấn mớp hay trầy xước nhiều. Và tất cả những cái cần gạt này còn nguyên vẹn ha. Và những cái cần gạt này thì Nhật thấy là nó kéo lên cái xuống nó rất là đầm tay và rất là dễ chịu nè. Đấy, thì riêng về cái phần cần gạt này không thôi thì các anh cũng có thể đánh giá được cô máy mình còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt ha. Đó, tình trạng cần gạt thì rất là tuyệt vời ha mọi người. Rồi, tổng thể cái gương mặt này còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt ha. Riêng về những cái mẫu máy này thì về Nhật cũng đã test rồi, và Nhật đã test hết mọi chức năng đèn đốm của nó rồi, nên các anh cứ yên tâm về cái mặt này ha. Các anh mua hàng bên Nhật thì cứ yên tâm về cái phần kỹ thuật này, và Nhật cũng có bảo hành cho mọi người trong vòng 3 tháng mà, nên là các anh cứ yên tâm ha. Cái bên dưới này thì chúng ta cũng sẽ có một số cái ngõ như là power ha, nút nguồn và tất cả những cái ngõ còn lại. Thì mọi người có thể thấy là những cái nút tín hiệu này còn cực kỳ đẹp ha. Với cái gương mặt này thì nếu như cô chú anh chị nào mình chăm trước thì có thể cho nó cái thang điểm trên 95% ha. Ở chính giữa thì chúng ta sẽ có một cái màn hình LED hiển thị nè. Đó, tình trạng cái màn hình này cũng còn cực kỳ tốt ha.
Rồi, riêng về gương mặt này thì còn rất là tuyệt vời nha mọi người. Dạ rồi, tiếp đến thì mời mọi người vào cái khoang nội thất bên trong của cái mẫu Equalizer ha. Riêng về cái hình thức bên trong thì những cái nội thất của những cái mẫu Equalizer thì nhìn nó cũng rất là đơn giản ha mọi người. Về điểm quan trọng hơn là các anh có thể mình đánh giá từ những cái điểm chi tiết từ nhỏ ha, thì các anh có thể thấy là những cái phần khung sườn nè, nó không có dấu hiệu bị ten xét, và đặc biệt là phần khung sườn ở phía bên dưới á, thì nó được mạ vàng, nó sẽ được xi mạ 7 màu ha. Tình trạng thì mọi người cũng có thể quan sát ở đây còn cực kỳ tốt màu ha, và nó chưa có dấu hiệu bị ám nhiệt cũng như là bị ám do thời tiết khí hậu không tốt á mọi người. Thì đây là những cái mẫu Equalizer mà được Nhật đặt trực tiếp, order trực tiếp từ Nhật về và chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam ha. Các anh có thể nhìn vào những cái điểm chi tiết cực kỳ nhỏ như thế này thì các anh có thể đánh giá được con máy của mình ha. Còn lại những cái phần bo mạch linh kiện thì Nhật về Nhật cũng đã kiểm tra khá là kỹ lưỡng rồi, nên các anh cứ yên tâm về cái mặt này ha. Chưa có dấu hiệu bị đâm chọt hay là thay thế gì, và Nhật cũng cam kết đây là hàng chuẩn xịn zin nguyên bản 100% ha. Đó, nên các anh cứ yên tâm về cái phần này ha. Mọi người mua hàng bên Nhật thì các anh cứ yên tâm về cái vấn đề này. Đấy, về tổng quan cái nội thất thì còn khá là tuyệt vời ha mọi người, rất là sạch sẽ và cũng như là cũng còn khá là mới nè. Rồi, tiện sẵn đây thì Nhật sẽ quay luôn cái gương mặt phía sau để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo luôn ha. Dạ rồi, đây là tổng quan cái gương mặt phía sau của con Lộc Victor C70 ha. Và cái tình trạng phía sau của con Lộc Victor C70 nè, về phần góc cạnh thì không có dấu hiệu bị cấn mớp ha. Tuy nhiên thì những cái mẫu này thì nó cũng đã khá là lâu đời rồi, khá là lâu năm rồi ha. Nhưng mà về cái phần mặt nước sơn thì nó cũng có vài cái điểm hơi bị trầy sơn nhẹ ha các anh. Nhưng mà nó ở mặt sau thì Nhật nghĩ các anh có thể châm trước được ha. Vẫn quan trọng hơn là những cái ngõ rề xe và những cái tán ốc phía sau này nè. Mọi người có thể quan sát thấy là còn cực kỳ tốt ha. Nó không có dấu hiệu bị ten xét. Thì những cái mẫu này nếu như mà mình sử dụng trong cái khí hậu không tốt á, thì thường nó sẽ hay bị ten xét và nó sẽ hay bị đớm trắng lên ha. Nhưng mà tình trạng của máy này các anh có thể quan sát ở những cái phần tán ốc này thì mình cũng có thể đánh giá được con máy của mình ha. Rồi, riêng về phần chữ nghĩa thì còn rất là rõ ràng, nó chưa có dấu hiệu bị phai chữ ha mọi người. Đấy, và con máy này được sản xuất tại Nhật Bản nè, Made in Japan ha. Và trên đây thì nó có một số cái thông số như nãy Nhật đã có cho mọi người tham khảo ở trong phần catalog rồi ha. Đây, model của nó là C70 và cái mức công suất tiêu thụ điện của nó là 21W ha mọi người. Và con máy này có số series là 0973 4389 ha. Các anh nên lưu ý chỗ này khi mình mua máy thì các anh về kiểm tra số series trước khi nhận hàng ha. Rồi, về tổng quan những cái phần ốc các anh có thể quan sát thấy rất còn rất là tốt ha. Tổng quan cái con lọc đợt này Nhật về thì còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt nè. Dạ rồi, thì vừa rồi Nhật cũng đã quay tổng thể nội ngoại thất của con Lộc Victor C70 này để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo rồi ha. Riêng về cái phần tính năng á, thì theo đánh giá khách quan của Nhật thì những cái mẫu Equalizer này, nếu như cô chú anh chị nào có một cái dàn âm thanh nghe nhạc cũng như là một cái dàn karaoke của mình ở nhà mà tiếng của nó chưa thật sự ổn và cũng như là chưa thật sự làm cho các anh hài lòng á, thì các anh có thể bổ trợ những cái mẫu Equalizer này vào để các anh mình tăng cái cường độ âm sắc của các giải như là bass, mid, treble để nó tăng lên một cái cường độ cao hơn, và cũng như là nó sẽ tạo lên cho các anh một cái ấn tượng về cái giải âm sắc ha. Thì đây là một số cái đánh giá khách quan của Nhật. Riêng về cái mẫu Equalizer của Victor C70 này, nó mang lại cái cường độ âm sắc cực kỳ tốt và cũng như là đánh rất là mạnh mẽ. Còn nếu như cô chú anh chị nào mình muốn cái giải âm sắc cho nó mềm mại hơn và nó nhẹ nhàng uyển chuyển hơn thì các anh có thể sử dụng những cái dòng Equalizer của Sansui ha. Riêng về những mẫu Equalizer của Sansui thì nó sẽ nhẹ nhàng và nó êm ái hơn rất là nhiều so với Lộc Victor. Đó, Victor thì nếu như cô chú anh chị nào mình ở nhà sử dụng những cái mẫu loa bass 30 trở lên ha, nếu như mà con amply của mình kéo không nổi thì các anh có thể bổ trợ những cái mẫu Equalizer này vào. Nó sẽ tạo lên một cái cường độ âm sắc cực kỳ tốt và cũng như là nó sẽ làm hài lòng trong cái giải âm sắc của các anh ha. Rồi thì riêng về cái mẫu Equalizer này, đợt này Nhật về còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt và cũng như là có kèm theo catalog ha. Thì đợt này mức giá nó sẽ giảm hơn so với những lượt trước á. Thì con máy đợt này Nhật về còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt và zin nguyên bản 100%. Thì hiện tại bên Nhật đang bán với mức giá là 7.500.000. Đó, thì nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về cái mẫu sản phẩm này
thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo, Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người ha. Hoặc các anh cũng có thể đến tận địa chỉ là số 9T-579 đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để xem qua cái mẫu lọc xì và cũng như là mình test cái khả năng hoạt động của nó, xem Nhật chia sẻ nó có chính xác hay không và cái cường độ ấm sắc của nó có mang lại cái hiệu quả khi các anh cần hơn không ha. Và vẫn quan trọng hơn là nó sẽ đáp ứng cực kỳ tốt cho các anh cái nhu cầu giải trí âm thanh gia đình và cũng như là tăng cái cường độ ấm sắc mà các anh đang cần á. Đó, đó là một cái điểm mà Nhật thấy rất là cần thiết khi mà mình sử dụng trong cái dàn âm thanh nghe nhạc của mình. Ở nhà nó còn hơi đuối ha. Rồi thì Nhật xin nhắc lại cái mức giá bán. Hiện tại bên Nhật đang bán cái con lọc Victor C70 này với mức giá là 7.500.000. Và đây là cái mức giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Mọi người lưu ý chỗ này giúp Nhật. Rồi, nếu như cô chú anh chị nào mình quan tâm thì có thể đến địa chỉ mà Nhật đã chia sẻ ha. Cuối cùng Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau.